Vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng và dân tộc Việt Nam. Hôm nay, ngày 26 tháng 7, tổ chức lễ truy điệu và lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức vào lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7, lễ an táng hồi 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được thực hiện theo nghi thức quốc tang. Lễ viếng được cử hành trọng thể từ 7 giờ ngày 25 tháng 7 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Nhà lãnh đạo đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc. Đúng 6 giờ sáng ngày 25 tháng 7, lễ thượng cờ rủ đã được tổ chức trang trọng tại quảng trường Ba Đình, bắt đầu 2 ngày quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong 2 ngày quốc tang 25 và 26 tháng 7, các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí. Tại nhà tang lễ quốc gia, tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử hành trong không khí trang nghiêm, xúc động. Quàn tại vị trí trang trọng nhất, chính giữa đài lễ, linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được phủ quốc kỳ đỏ thắm. Trước linh cữu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bên trên là quốc kỳ viền giải băng đen, nổi bật dòng chữ: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam", và di ảnh, bảng huân, huy chương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong niềm xúc động, tiếc thương sâu sắc, từ sáng sớm, các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ ban ngành, cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang cùng đông đảo tầng lớp nhân dân thủ đô và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã tập trung tại khu vực nhà tang lễ quốc gia, dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đúng 7 giờ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, trưởng ban tổ chức lễ tang, điều hành chương trình lễ viếng. Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nêu rõ, gần 60 năm công tác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 55 tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là tổn thất vô cùng to lớn, không thể bù đắp được đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và gia quyến. Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức quốc tang. Trong nền nhạc trầm buồn, hồn tử sĩ, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử hành trọng thể. Với lòng tiếc thương vô hạn, Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia buồn cùng gia quyến Tổng Bí thư. Vô cùng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến. Vô cùng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến. Vô cùng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đoàn Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến. Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia buồn cùng gia quyến. Đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang làm trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kính viếng. Đoàn đi vòng quanh linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia buồn cùng gia quyến. Tấm gương sáng ngời về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đi vòng quanh linh cữu, xúc động vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên Cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới. Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sau khi thắp hương viếng Tổng Bí thư, đã lần lượt đến chia buồn động viên gia quyến Tổng Bí thư. Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sau đó đã viết sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư.
Trong ngày 25 tháng 7, nhiều đoàn đại biểu quốc tế, các bộ, ban ngành, các tỉnh, thành phố cả nước vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia buồn cùng gia đình. Cùng thời điểm, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh và tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh, nhiều đoàn đại biểu các bộ, ban ngành, đoàn thể và các địa phương khu vực phía Nam, các tầng lớp nhân dân, đoàn quốc tế đã vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại hội trường nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các ban ngành đoàn thể tại địa phương và đông đảo nhân dân đã đến viếng, bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người con ưu tú của quê hương Đông Hội. Toàn văn điếu văn truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc đến hơi thở cuối cùng, tận tâm, tận lực, tận hiến cho Đảng, cho nước, cho dân. 13 giờ chiều ngày 26 tháng 7, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử hành trọng thể. Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban tang lễ, bước lên bục, đọc lời điếu. Chúng tôi xin được đăng tải toàn văn điếu văn truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, trưởng ban lễ tang, đọc tại lễ truy điệu Tổng Bí thư. Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, hôm nay, trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đồng bào chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế và gia đình long trọng tổ chức lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên Đảng Cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới về nơi an nghỉ cuối cùng. Tổng Bí thư mất đi là tổn thất to lớn, không thể bù đắp của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta. Đất nước ta mất đi nhà lãnh đạo tài năng, phong trào cộng sản, tiến bộ thế giới, mất đi nhà lý luận sắc bén, bạn bè quốc tế, mất đi người bạn chân thành, người đồng chí thân thiết, gia đình, dòng tộc, quê hương, Đông Hội, mất đi người con ưu tú. Gần 60 năm hoạt động cách mạng phong phú, bền bỉ, giáo sư tiến sĩ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với trí tuệ, uyên bác, sắc sảo đã để lại cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta hệ thống tư tưởng và lý luận quý giá về con đường cách mạng Việt Nam trong thời đại mới. Kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhà tư tưởng Nguyễn Phú Trọng, ngọn cờ lý luận của đảng đã làm sáng tỏ lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về vai trò của Đảng Cộng sản, về nền kinh tế, thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, di sản vô giá đó đã củng cố niềm tin mãnh liệt về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của phong trào cộng sản trên thế giới, phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại hiện nay. Với tầm nhìn chiến lược về tình hình quốc tế trong thế giới đương đại, với những nỗ lực không ngừng góp phần duy trì giữ vững môi trường hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới, Tổng Bí thư mở ra chương mới trong quan hệ giữa nước ta với đối tác quốc tế, thúc đẩy tình hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia, tăng cường sự đóng góp của Việt Nam bằng nhiều cam kết hành động thiết thực, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại đưa đất nước ta tiến lên mạnh mẽ. Mãnh liệt truyền cảm hứng, lãnh đạo toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta bằng trí tuệ, tinh thần nhân văn, nhân ái cao cả, bằng ý chí, quyết tâm mạnh mẽ, bằng nhân cách và danh dự người chiến sĩ cộng sản, hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, với tâm niệm, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Nhà lãnh đạo kiên trung Nguyễn Phú Trọng không ngừng xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo đất nước ta, dân tộc ta, thực hiện thắng lợi đường mới đổi mới, Chủ tịch nước khẳng định. Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị chiếm vị trí đặc biệt quan trọng đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, Tổng Bí thư đã đi sâu làm rõ về bản chất của Đảng, về xây dựng Đảng cầm quyền từ thực tiễn đổi mới ở Việt Nam. Từ đó, Tổng Bí thư đã cùng Ban Chấp hành Trung ương hoạch định và lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương chiến lược về xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiên quyết kiên trì chống chủ nghĩa cá nhân, chống sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, chống tham nhũng tiêu cực trong Đảng. Đây là cuộc chiến chống giặc nội xâm vô cùng gian nan vất vả, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, khẳng định vai trò tiên phong bản lĩnh trí tuệ để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh.